Chúc chào bông, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, đây là cây mai quán nhỏ của em, nó nở hoa đây cả nhà. Thì cái này thì nó nở mấy ngày rồi cho nên hoa nó không còn tươi lắm ha, nhưng mà em vẫn muốn giới thiệu với chúng ta cái dạng mai quán thì hoa của nó thật sự rất là to, và đặc biệt là nó hoa 8 đến 12 cánh nha. Bông chùm không cả nhà. Đó. Vừa xoắn nghệ thuật nè, rồi vừa có bông chùm, vừa có hoa đẹp. Thì năm Tết năm rồi thì hàng mai xoắn nó lên đỉnh luôn cả nhà. Phải nói là mai xoắn không đủ bán luôn ha. Hôm nay thì bên vườn mai nhà em nhân giống cũng rất là nhiều cái dạng mai xoắn luôn. Nếu mà ai thích sưu tầm ha, cái loại mai nghệ thuật này thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Đó, đây là cái hoa nha cả nhà. Và đây, đây là một clip mai xoắn của em ghép đây cả nhà. Phải nói là rất là nhiều clip chứ không phải một clip nha. Thì bên vườn mai nhà em ghép tầm khoảng 5-6 ngàn cây mai tự xoắn nhỏ như thế này để giao lưu cho chúng ta. Thì đây cả nhà, em thấy cây thì nó cũng cứng cáp hết rồi. Một số cây thì em thấy nó có nụ rồi nha. Nó có nụ như thế này nha cả nhà. Tết nay chúng ta lại lá ha. Rồi vô một cái chậu đẹp, chậu mini đẹp để bàn hoặc là để mà ông đĩa rồi thì cũng rất là ok luôn. Nói gì trong cái mùa dịch khó khăn thì nói chung thì ai cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên Tết đến thì chúng ta cũng cần có một cái cây mai ở trong gia đình cả nhà, để thêm tạo thêm sự may mắn sung túc ha. Đó, đây thì cái hàng mai quắn là mai quắn tự xoắn hay là tự nhiên nha. Tự nhiên mà xoắn nha cả nhà, chứ không có ai làm được như thế này đâu ha. Ở đây thì giá là 100 ngàn một cây. Nếu chúng ta lấy từ 3 cây thì bên em sẽ bao ship, và 10 cây thì bên em sẽ tặng một. Đó, tất cả các cái cây em thấy nó đều có nụ hết nè. Nó đều có nút nụ hết rồi đó cả nhà. Đó, nó đều có nút nụ hết rồi. Thì loại này Tết này cũng cho một ít hoa ha. Đây giá thì có 100 ngàn cây nè cả nhà. Đây số lượng em còn rất là nhiều luôn nha. Đó. Đây. Em sẽ lấy cho chúng ta xem nha. Đây, nó quấn nè. Nó đang tạo nụ kim rất là nhiều luôn ha. Thì khi soạn dao thì em sẽ soạn những cái cây cành nhánh nó xinh xê như thế này để dao cho chúng ta nha. Đó. Cái loại này về thì chúng ta cũng cắt bao được rồi nè. Đó, cắt bao được rồi chơi Tết cũng được luôn ha. Rất là thông dụng, giá mini nhưng mà chúng ta vừa lấy bao vừa chơi Tết luôn ha. Dạng mai xoắn là năm rồi rất là lên đỉnh luôn cả nhà. Hoa của nó tuyệt vời đẹp luôn. Đây, một số cây như thế này. Thì khi dao thì em sẽ cầm lấy những chọn những cái cây cành nhánh nhiều như thế này cho chúng ta ha. Ồ coi nè. Tuyệt vời cả nhà. Giá có 100 ngàn một cây thôi nha. Nếu chúng ta lấy từ 3 cây thì bên em bao ship, và 10 cây thì bên em sẽ tặng một cho cả nhà. Ở ngoài những cái clip này thì bên đây em cũng còn rất là nhiều mai quắn đây. Đây, cái hàng mai quắn này là mai quắn lớn nha. Quay món lớn chậm trung ha. Cái này thì bên vườn em sẽ đánh số từng cây, báo chi tiết giá từng cây ha. Đó, cái đó sẽ có một clip từng cây riêng nha. Rồi đây là tiếp tục là bên đây là cái hàng mai xoắn nhỏ nãy giờ em giới thiệu cho chúng ta nè. Đó, khi mà lấy thì chúng em sẽ lấy những cái cây quắn nhiều và dài như thế này để cho chúng ta lấy bo ha. Nếu mà chơi Tết nữa thì cũng ok, bởi vì nó đang tạo nụ kim hết rồi. Giờ tới Tết thì em nghĩ là nó sẽ cũng có một ít hoa nha. Đó, cây như thế này cả nhà. Đó, đây. Rồi, giá chỉ có 100 ngàn một cây thôi cả nhà. Nếu chúng ta lấy từ 3 cây thì bên em sẽ bao ship, và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đây cả nhà, nhìn nè. Lăng quấn ha. Và đặc biệt nó nhỏ mà nó có vỏ nha, nó vừa nghệ thuật mà vừa hoa đẹp nữa, chứ không phải là cái nghệ thuật không nào. Đó, đây, một số cây có nút nụ nè, nụ kim rất là nhiều ha. Rồi, ai thích mấy loại mai tự xoắn nghệ thuật này thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.